Đây là bài dẫn thiền buông thư trước khi đi ngủ, giúp loại bỏ bệnh tật, phục hồi chấn thương, chữa lành những nỗi đau tâm lý. Bài thiền giúp thư giãn, trị liệu sâu từng tế bào, có thể thực hành nhiều lần trong ngày để mang lại kết quả tích cực. Các bạn hãy ngồi thật thoải mái hoặc nằm nới lỏng toàn thân. Hãy để đầu, lưng, chân tay trên một mặt phẳng, trên giường hoặc trên sàn. Dang rộng toàn thân một cách tự do, thả lỏng. Đây là lúc ta trở về với khoảnh khắc hiện tại, với cơ thể nhiệm màu của ta. Hãy hít thở một cách tự nhiên và nhẹ nhàng. Hít thở một cách tự nhiên và nhẹ nhàng. Đưa sự chú tâm hoàn toàn vào hơi thở. Hơi thở là một phép màu. Nếu chỉ không thở một thời gian ngắn thì sự sống của chúng ta cũng sẽ dừng lại. Hít vào, ta ý thức mình đang thở vào. Thở ra, ta ý thức mình đang thở ra. Hít vào, ta thư giãn và cảm ơn hơi thở của ta. Thở ra, ta gửi thương yêu đến hơi thở tuyệt vời đã duy trì sự sống từng giây phút của ta. Hãy thở một cách tự nhiên. Chỉ chú tâm quan sát và không gồng lên đếm hơi thở. Hãy buông thư, thư giãn hoàn toàn cho sự có mặt của hơi thở. Ta đang có mặt ở hiện tại này. Ta có đầy đủ những điều kiện của hạnh phúc trong hiện tại này, mà không cần tìm xa xôi ở một thời gian tương lai nào. Ta sẽ dành sự chú tâm hoàn toàn để gửi năng lượng chánh niệm tới từng bộ phận trên thân thể chân quý của mình. Hít vào, thở ra. Ta chú tâm đến đỉnh đầu của mình. Hít vào, thở ra. Ta buông thư hoàn toàn những suy nghĩ, lo âu, căng thẳng. Hãy để những suy nghĩ trôi qua mềm nhẹ như đám mây. Hãy để những suy nghĩ trôi qua mềm nhẹ như đám mây. Hít vào, thở ra, ta cảm nhận sự tuyệt vời của tâm trí sáng suốt đang dẫn ta đi bằng sự hiểu biết mỗi ngày. Hít vào, thở ra, ta gửi năng lượng thương yêu và biết ơn tới vùng đỉnh đầu. Cảm nhận sự thư giãn sâu tại vùng đỉnh đầu. Cảm nhận sự thư giãn sâu tại vùng đỉnh đầu. Chúng ta tiếp tục hít thở tự nhiên, nhẹ nhàng. Cứ để sự có mặt của hơi thở
như món quà giúp ta an lạc, thảnh thơi. Hít vào, thở ra. Ta ý thức phần trán và toàn bộ cơ mặt của mình. Hít vào, thở ra. Ta giãn toàn bộ cơ mặt và vùng trán. Hít vào, thở ra, ta dán toàn bộ cơ mặt và vùng trán. Hãy để các nếp nhăn giãn ra thật thư giãn. Hít vào, thở ra, ta nhận thức được gương mặt của mình là một phép màu của cuộc sống. Mỗi gương mặt lành lặn là một sự may mắn để ta hiện diện trong từng khoảnh khắc. Sự xinh đẹp của gương mặt cho ta sự tự tin mỗi ngày. Hít vào, thở ra. Ta yêu thương gương mặt. Ta để cơ mặt và trán nghỉ ngơi hoàn toàn. Ta thầm biết ơn, cảm nhận từng tế bào đang được buông thư trên cơ mặt. Ta thầm biết ơn và cảm nhận từng tế bào đang được buông thư trên cơ mặt. Bạn đang làm rất tốt, hãy tiếp tục thở vào, dành sự an trú hoàn toàn nơi đôi mắt của mình. Hít vào, thở ra, ta gửi năng lượng bình an để đôi mắt có thể nghỉ ngơi. Mỗi ngày, mắt ta đã phải hoạt động rất nhiều và mỏi nhức. Đôi khi, vì sự thiếu hiểu biết sâu sắc mà ta làm tổn thương đôi mắt vì làm việc máy tính quá nhiều, ít nghỉ ngơi, hoặc ta hay khóc thương trong cảm xúc tiêu cực. Giờ đây, ta xin dành tặng món quà chú tâm của mình vào đôi mắt thân yêu. Ta biết ơn đôi mắt đã cho ta ngắm nhìn cuộc đời xinh đẹp, ngắm bình minh và hoàng hôn, ngắm hoa trái trong vườn, ngắm gương mặt những người ta thương. Đôi mắt thực sự là một phép màu. Khoảnh khắc này, ta cảm nhận toàn thân đang lắng dịu dần và thư giãn sâu. Toàn thân đang lắng dịu dần và thư giãn sâu. Hít vào, thở ra. Ta ý thức về đôi vai và các vùng quanh vai, cổ, gáy, cột sống lưng. Hít vào, thở ra, ta thỏa lòng hoàn toàn các khớp và cơ vai, cổ, gáy, cột sống. Hãy để cho sự buông thư đưa tất cả những mệt mỏi, căng thẳng, thả lỏng xuống, chảy xuống, tiếp xúc với đất mẹ. Chỉ còn lại sự an lạc, tĩnh tại. Chỉ còn lại sự an lạc, tĩnh tại. Hít vào, thở ra. Ta thầm xin lỗi các khớp cơ đã phải làm việc quá nhiều, những lúc ta lãng quên mà gồng sức không chăm sóc. Hít vào, thở ra. Ta gửi tình thương và xoa dịu đến các khớp, các cơ. Cảm nhận các khớp cơ đang giãn ra,
giãn ra, buông hết mọi căng nhức. Các khớp cơ đang được giãn ra, buông hết mọi căng nhức. Tiếp tục hít vào, thở ra, ta đưa sự chú ý có mặt tới trái tim thân yêu của mình. Hít vào, thở ra, ta cảm nhận sự nghỉ ngơi hoàn toàn của trái tim ngay lúc này. Hít vào, thở ra, ta cảm nhận được trái tim thật kỳ diệu. Nếu có một mặt trời bên ngoài chiếu sáng và ban sự sống cho trái đất, thì trái tim chính là mặt trời mang sự sống cho toàn thân thể. Hít vào, thở ra, ta buông thư và gửi yêu thương thật nhiều, vỗ về trái tim khỏe mạnh của mình, thầm biết ơn trái tim ta. Giây phút này, cơ thể bạn đang được năng lượng chánh niệm tái tạo sự thư giãn trong từng tế bào bằng sự chú tâm, yêu thương và biết ơn. Bạn tiếp tục hít vào, thở ra một cách tự nhiên, gửi sự chú ý, sự có mặt đến từng bộ phận như dạ dày, lá phổi, lá gan, thận, ruột của mình. Hãy cảm nhận sự màu nhiệm của mỗi bộ phận trên thân thể của mình đang giúp mình ăn uống, sinh hoạt, thẩm thấu những năng lượng của vũ trụ, thức ăn, không khí và duy trì sự sinh tồn của ta. Chúng ta tiếp tục chú tâm đến vùng cánh tay, cổ tay, bàn tay, ngón tay. Hít vào, thở ra. Ta có mặt hoàn toàn nơi cánh tay của mình. Hít vào, thở ra. Ta thấy được vai trò màu nhiệm của đôi tay. Đôi tay làm việc chăm sóc mọi người, tưới hoa, trồng cây, nấu ăn, đánh máy. Hít vào, thở ra. Ta gửi tình thương chân thành vỗ về đôi tay đã lao động mệt nhọc của mình. Hít vào, thở ra. Ta cảm nhận sự buông thư hoàn toàn, biết ơn đôi tay bình thường nhưng rất phi thường của mình. Tiếp tục hít vào, thở ra. Ta chú tâm tới đôi chân, đùi, đầu gối, bắp chân, bàn chân, ngón chân của mình. Ta nhận thức đến vai trò âm thầm của đôi chân. Đôi chân đưa ta đi khắp nơi, làm việc, khám phá, cho ta thưởng thức biết bao trải nghiệm tuyệt vời của cuộc đời. Hít vào, thở ra. Ta thả lỏng từng khớp, từng tế bào. Hãy để đôi chân ta cảm nhận sự thư giãn sâu. Hãy để đôi chân ta cảm nhận sự thư giãn rất sâu. Hít vào, thở ra. Ta biết ơn và thương yêu đôi chân của mình. Hiên Dương tin rằng giờ đây bạn đang cảm thấy vô cùng thư giãn và thoải mái. Bây giờ ta sẽ dành năng lượng chánh niệm toàn thân để chữa cho vùng tổn thương, vùng khó chịu hay vùng bị bệnh của mình nhé.
Đó có thể là một nỗi đau thể xác, hoặc đó có thể là nỗi đau của tâm. Ta chỉ cần gửi toàn bộ năng lượng yêu thương, chánh niệm đến vùng bị đau. Hãy cảm nhận sự buông thư và xoa dịu nhẹ nhàng tại vùng bị đau. Hãy yêu thương nỗi đau, không cần cố phản kháng hay đè nén nỗi đau. Hãy ôm ấp, xoa dịu nỗi đau như người mẹ ôm ấp đứa con thơ và cảm nhận nỗi đau lắng dịu dần. Hãy ôm ấp, xoa dịu nỗi đau như người mẹ ôm ấp con thơ và cảm nhận nỗi đau lắng dịu dần, lắng dịu dần. Ta tiếp tục hít thở sâu và mỗi nhịp thở cảm nhận cơn đau mỏi đang dịu dần, lắng xuống và bạn hoàn toàn thành thơi, hạnh phúc. Mỗi nhịp thở hãy cảm nhận cơn đau dịu dần, lắng xuống, bạn hoàn toàn hạnh phúc, thành thơi. Hít vào, thở ra, cảm nhận sự an tĩnh, thư giãn sâu toàn thân thể và tâm hồn. Hít vào, thở ra, cảm nhận sự an tĩnh, thư giãn sâu toàn thân thể và tâm hồn. Phép thực tập buông thư, loại bỏ bệnh tật rất đơn giản và có tác dụng trị liệu sâu trong từng tế bào. Vì vậy, bạn hãy tiếp tục duy trì thiền buông thư nhiều lần trong ngày bạn nhé. Chúc bạn luôn an lạc, thư thái, chánh niệm sâu theo tiếng nhạc.